trước đây đến giờ chúng ta đã có những cái buổi mà chúng ta nói chuyện rồi. Bởi vì sao? Bởi vì Trương Quốc Huy ấy, là ai, là xuất thân như thế nào, đúng không ạ? Một là anh ta mượn danh vào cái Việt Nam Cộng Hòa. Thứ hai nữa, anh ta thì học hết lớp 7. Cái thứ ba nữa là một người đã từng là nghiện hút, đúng không ạ? Đã từng là gì? Đã từng là trộm cắp. Thế được các anh đội lên đầu thì chúng ta có thể biết được cái trình độ dân trí các anh đến đâu rồi. Thì các anh nghe Đúng thằng lớp rồi. 7 nghe, đúng không? Các anh nghe thằng lớp 7 đi khai khai gọi là khai dân trí, thì chúng tôi ở Việt Nam á, thì bây giờ chúng tôi không có khinh thường những người ít học. Thế nhưng mà chúng tôi nhìn nhận một cách nó cụ thể hơn. Dĩ nhiên có những người đã ít học nhưng người ta có cái cống hiến là chúng tôi vẫn ghi nhận, chúng tôi vẫn hoan nghênh. Thế nhưng những cái thành phần học chưa hết lớp 7 ấy, mà đi dạy người khác ấy, thì đầu tiên thì các anh phải xem lại cái trình độ nhận thức, cái trí tuệ các anh đến mức nào. Các anh phải thua cái thằng lớp 7 thì các anh mới đi nghe thằng lớp 7 dạy các anh, đúng không ạ? Chứ còn các anh mà có cái trình độ hơn thằng lớp 7 thì chả ai người ta đi nghe cái thằng lớp 7 dạy cả. Đấy, bây giờ anh là người gốc Việt, đúng không? Anh dạy Jackson Nguyễn, anh ở Đức, đúng không ạ? Thế bây giờ anh đi anh dạy người Đức nói tiếng Đức xem người ta có nghe anh dạy không? Cái đó là cái rất đơn giản mà chúng ta có thể hiểu được chứ không cần phải nói đâu xa cả. Còn những cái vấn đề, đúng không ạ? Nói ngắn gọn thôi, đó là xã hội nào cũng có cái bất cập của nó. Cái quan trọng là cái việc giải quyết những cái bất cập đó đến đâu thôi. Đấy, và các anh có cái nhìn khách quan hay không thôi. Chứ còn khi các anh đã ghét rồi, các anh ôm lòng thù hận rồi, thì mặc dù có tốt đến mấy thì các anh cũng cho nó là xấu. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập những cái vấn đề cụ thể như 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 ở các như các anh hay đề cập, thế nhưng mà nói để các anh biết cái tự do dân chủ mà các anh luôn muốn hướng đến, đúng không ạ? Thì tôi nhắc lại một chút cho anh Tân Nguyễn nhé. Nếu như anh có tìm hiểu thông tin, đúng không ạ? Anh có tìm hiểu thông tin thì anh sẽ biết được là mỗi năm cảnh sát Mỹ người ta bắn chết bao nhiêu người. Cái những người này người ta được gọi là nghi phạm thôi nhé, anh phải nhớ nhé, nghi phạm, bởi vì anh người ta chưa bị tòa án xét xử định tội, thế nhưng mà đã bị bắn chết rồi. Thì từ năm 2015 đến nay ấy, thì cái tờ Washington Post ấy, thì người ta thống kê là năm nào cũng tầm trên dưới 1.000 người đấy, chứ không có năm nào thấp cả. Ví dụ từ năm 2015 thì có 994 người, năm 2016 là 962 người, năm 2017 là 986 người đấy. À, đến năm 2018 là 991 người, 2019 thì là 1.004 người, và đến năm 2020 cũng vậy và 21 cũng vậy. Thế những cái số liệu này đưa ra từ đâu ạ? Dĩ nhiên nó chưa đầy đủ và chính xác, nó chưa đầy đủ và chính xác, nhưng con số có thể nói là tương đối. Thế những người này người ta chưa bị tòa án kết tội, còn các anh cảnh sát Mỹ các anh đã bắn chết rồi. Đấy, thế thì nó có phải là tự do không, có dân chủ không, thì các anh tự nhìn các anh thấy. Và cái đơn giản nhất là gần đây nhất là xem cái vụ chúng ta theo dõi cái vụ anh George Floyd người gốc Phi bị cảnh sát bị những người cảnh sát người ta đè chết, mà sau này xảy ra cái cuộc là cái phong trào mà Black Friday, thì có rất nhiều những cái cửa hàng, đúng không ạ, người gốc Việt thôi, tôi không nói nơi khác, những người gốc Việt thôi, thì đã bị cướp phá. Thì các anh đã lên tiếng, đã bảo vệ, đã ủng hộ những người gốc Việt đấy chưa, và nó đã đảm bảo được cái tự do dân chủ như các anh đã nói chưa? Hay tiếp tục nữa là những cái người mà thể hiện quyền tự do dân chủ, trong đó có những người gốc Việt ở cái vụ đồi Capitol đấy, thì các anh thấy sao? Người ta thể hiện quyền tự do dân chủ, nhưng dân chủ đến đâu, dân chủ thế nào và tự do thế nào, các anh có thể nhìn thấy bao nhiêu người bị bắt, đúng không ạ? Bao nhiêu người xử lý, trong đó có cả những anh cảnh sát công việc đấy. Thế tại sao các anh không đề cập vấn đề đấy? Thực ra là chúng tôi lên diễn đàn để trao đổi, để phân tích, để chúng ta học hỏi lẫn nhau, chứ chúng tôi cũng không có đề cập quá sâu các cái vấn đề xảy ra hàng ngày ở Mỹ, hay là bới móc xã hội Mỹ hay là xã hội Việt Nam để đưa ra để so sánh. Nhưng mà các anh luôn lấy xã hội Mỹ là thước đo tiêu chuẩn, các anh gắn ghép cho xã hội Việt Nam, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thử nhìn lại một cách nó tương quan hai cái chiều hướng, nó tích cực và nó nhân văn, thì chúng ta nhìn nhận xem ở đâu tích cực và nhân văn. Khi các anh ra đường ở Việt Nam, có cảnh sát nào ra bắn người kiểu đấy không? Anh lên mạng internet anh tìm cho tôi tất cả các thông tin xem nó có không, nó có những cái tình huống nó xảy ra không, mà tại sao ở Mỹ lại có. Dĩ nhiên cái câu hỏi tôi đặt ra thì nó cũng hơi vô lý, bởi vì mỗi một xã hội nó có một cái đặc thù khác nhau,
thế nhưng các anh toàn gán ghép theo kiểu khập khiễng. Tại sao các anh ở nhà lầu đi xe hơi mà các anh phải xếp hàng ăn mì gói? Các anh phải nói cho nó cụ thể rõ ràng vào, các anh đừng có nói theo cái kiểu mà vơ đũa cả nắm xong các anh gán ghép. Nếu như lãnh đạo đảng, nhà nước ta không công khai những cái vụ tiêu cực ở trong nước thì các anh có biết được không? Và khi người ta đã công khai là gì? Người ta công khai cho dư luận, cho người dân biết là gì. Những người đó, mặc dù người ta giữ những cái chức vụ đó, thế nhưng người ta đã vi phạm pháp luật thì người ta cũng bị xử lý như những người khác, không có bao che, không có vùng cấm. Đúng không ạ? Chứ không phải như các anh vẫn nói, tôi hỏi anh tìm lại, thống kê lại trong lịch sử nước Mỹ đã xử được bao nhiêu quan chức vi phạm rồi. Đúng không ạ? Rồi kể cả cái vụ của cái liên quan đến lực lượng hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đấy, nó cũng có người thâu tóm này kia đấy, tại sao đến giờ này vẫn chưa xử lý, và xử lý được ai rồi, hay là chỉ đưa ra cho nó có thôi à. Rồi kể cả cái vụ thảm sát Mỹ Lai ở Việt Nam cũng vậy, cũng đã được điều tra rồi, tại sao chính phủ Mỹ người ta lại giấu nhẹm đi, và sau này cũng chỉ có một cái trường hợp mà bị bắt rồi bị phán xét tù chung thân này kia, mà sau 1-2 năm lại được thả ra là như vậy. Thế cái nhân văn ở đâu, đúng không ạ? Cái tự do dân chủ nó ở chỗ nào? Tự do dân chủ nó là tất cả của mọi người, không phải riêng của nước nào hết. Anh phải nên nhớ như vậy. Nó là cái bao hàm chung, cái quyền chung của tất cả mọi người được hưởng. Các anh đừng có đánh giá riêng xã hội Việt Nam. Các anh phải nhìn sang các xã hội khác. Các anh phải nhìn thấy để các anh có sự so sánh, có sự đối chiếu. Các anh nhìn sao cho nó phù hợp, cho nó đúng. Đối với từng nước, từng quốc gia, từng cái mà người dân người ta đang sống, người ta đang hưởng. Chứ các anh đừng có lấy cái tiêu chuẩn của các anh để các anh gán ghép cho những người dân Việt Nam. Xin lỗi các anh, ở nhà lầu đi xe hơi mà đi nhận mì gói thì tôi cũng không sang đâu nhá. Các anh phải nên nhớ như vậy. Còn tôi nghe ai dạy thì tôi cũng nghe. Nhưng mà tôi không nghe cái thằng vừa nghiện hút, vừa trộm cắp, học thì chưa đến đâu mà đi dạy người khác, tôi không nghe. Ví dụ như ông Elon Musk ấy, ông dạy tôi làm giàu tôi còn nghe, chứ thằng Trung Quốc Huy nó dạy tôi làm giàu, thà tôi đi ăn mày còn hơn nó nhá, ăn mày ở Việt Nam còn hơn nó. Chứ đừng, các anh đừng có nghĩ các anh khoác lên cái áo dân chủ để các anh đi, các anh xuyên tạc, các anh bới móc rồi các anh phê phán nhà nước Việt Nam. Cái việc ở Mỹ thì các anh giải quyết việc ở Mỹ đi. Tự dưng cái việc ông Chí Tạ ông bán đất công viên thì liên quan quái gì đến Việt Nam mà các ông lại đưa cả Việt Nam vào đấy? Nhà nước Việt Nam xui ông bán à? Còn anh nhắc lại cái vụ Trịnh Xuân Thanh, đúng không ạ? Để tôi nói cho anh nghe này này. Đây nó liên quan vấn đề hai quốc gia, tôi không nói quá sâu. Thế nhưng tôi đặt ra hai vấn đề khi các cái trang báo của BBC đưa lên. Không phải tôi không theo dõi, tôi không biết. Nhưng cái vấn đề nó tế nhị của hai quốc gia tôi không muốn nói. Nhưng anh đã đưa lên, tôi nói cho anh nghe này. Nếu như thực sự, đúng không ạ, ông ta bị bắt cóc từ bên đó về bên này, thì anh nhìn lại xem, đúng không ạ, cái lực lượng tình báo, cái lực lượng cảnh sát, cái lực lượng chức năng của Đức, người ta đi đâu? Người ta đi ngủ à? Lúc đó người ta đi ngủ hay người ta làm gì? Hay là bất lực? Hay là thế nào? Thế thì các anh đang bôi nhọ chính nhà nước Đức chứ không phải chúng tôi nhé. Lực lượng Đức, đất nước Đức, người ta nằm ở khu vực trung tâm của châu Âu, muốn ra khỏi nước Đức để trở về Việt Nam không phải là một cái vấn đề đơn giản. Anh phải hiểu như thế. Anh đừng có lôi những cái việc đó ra, các anh gán ghép mà các anh nghe toàn những cái thông tin của các kênh truyền tạc xong các anh lên, các anh nói thế này kia. Nếu mà các anh nói như vậy, hai vấn đề tôi đã nói rồi. Đó là chính anh hạ nhục, hạ thấp cái cơ quan chức năng của Đức. Công dân của mình bị bắt cóc mà không làm gì được, không biết, đúng không ạ? Thế thì có phải là các anh tự đi, các anh hạ nhục cái nước anh đang sống không? Đúng không ạ? Và cái vấn đề thứ hai tôi nói đấy là chứng tỏ là Việt Nam quá giỏi. Đúng không ạ? Việt Nam quá giỏi mới làm được việc đó. Tại sao những trường hợp khác ngay cả Mỹ muốn bắt về, đúng không ạ? Cụ thể như cái anh mà anh ấy... Edward Snowden. Đúng rồi, cái anh Edward Snowden ấy, anh chạy đi đó, nước Mỹ có muốn bắt về không? Muốn quá chứ, nhưng tại sao không bắt được? Nó làm ở đâu? Nó bỏ chạy mẹ. Nó bỏ chạy mẹ chung. Bỏ chạy. Nên là nói để cho các anh này, các anh biết, các anh ấy, để mà thấy được cái nhận thức của mình nó ở hạn hẹp thôi. Kể cả anh em mình cũng thế. Mình về con. Vẫn nhớ mãi một câu là gì? Học nữa học mãi. Kiến thức nó là vô bờ bến, không ai có thể mà tiếp cận một cách nó đầy đủ, rõ ràng hay là nó minh bạch khách quan hết được trong những cái vấn đề đó. Đấy. Chứ đừng có nói đến là một cái người mà đã bỏ đất nước ra đi rồi, đúng không ạ? Công việc thì không đến nơi đến chốn, cuộc sống thì chưa chắc hơn ai.
quay về dạy đất nước phải làm cái này, dạy đất nước phải làm cái kia, dạy người dân thế này, dạy người dân thế kia. Nghe bảo sao qua kênh của Duy Nguyễn bị Duy Nguyễn cốc đầu rồi, đúng rồi. Người ta ở nhà lầu, người ta đi xe hơi, đi mẹt, người ta có trung tâm, người ta kinh doanh tiền, người ta thu tiền tỷ. Ông thuộc dạng hàng tháng này, kiếm ăn từng bữa mà đi dạy người ta làm giàu. Đúng không ạ? Nhiều khi nói mà các anh nói các anh không nghĩ lại mình. Tự dưng các anh lại mang cái sĩ diện và lòng tự trọng các anh đi để cho người khác, người ta phỉ nhổ vào. Nó quá kém quá. Nó quá kém. Cái đó là anh em chúng ta có thể nhìn nhận nó đúng. Dĩ nhiên là em cũng không muốn là nặng lời với các anh này, bởi vì thực tế ra thì mỗi quan điểm mỗi người khác nhau. Em bản thân em cũng không bao giờ em ép buộc ai phải theo quan điểm của mình. Thế nhưng khi anh em mình tham gia cái diễn đàn mạng xã hội, dĩ nhiên là anh có quan điểm của anh, tôi có quan điểm của tôi. Chúng ta có thể lên, chúng ta biện luận, phản biện một cách nó lịch sự, rõ ràng. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ cung cấp bằng những hình ảnh, bằng những clip. Đúng rồi. Mà clip này nó không phải là do người Việt Nam quay hay là chúng tôi quay, mà đây là do người dân sở tại người ta quay lên. Đấy, kể cả những vấn đề trong nước Việt Nam cũng vậy, các anh đăng lên, đúng không ạ? Các anh đưa hình ảnh, đưa clip lên, chúng tôi cũng ghi nhận, bởi vì đây là chắc chắn là do người dân ở trong nước người ta quay lên. Chứ không phải các anh từ bên Mỹ về các anh quay được. Thế thì chúng ta nhìn nhận qua đó thì chúng ta thấy được cái gì nó đang còn tồn tại, đúng không ạ? Và cái tồn tại đó được Đảng, Nhà nước khắc phục đến đâu, quan tâm đến đâu, giải quyết đến đâu. Từ đó chúng ta nhìn, chúng ta thấy được và chúng ta phải có những cái đánh giá nó khách quan. Chứ không lẽ bây giờ cứ hàng ngày hàng Mỹ, ở Mỹ người ta diễn ra hàng nghìn cái vụ việc. Thế thì anh em chúng tôi cũng lôi lên đây để chúng tôi mổ xẻ, sau đó chúng tôi phê phán lãnh đạo nhà nước Mỹ à. Chúng tôi phê phán cái chính phủ Mỹ là thế này thế kia, làm sao được. Một là chúng ta không đủ tư cách, không đủ trình độ để mà phê phán nhận xét cả một chính phủ, cả một bộ máy, bởi vì người ta có tất cả các cơ quan, các ban ngành người ta tham mưu để cái chính phủ đó nó hoạt động bao nhiêu năm nay. Đấy, mà cái đó chúng ta nhìn nhận nó là cái vấn đề tồn tại, đúng không ạ? Còn lại trong bất kỳ xã hội nào cũng có, mà các nhà nước người ta đang nghiên cứu để giải quyết, để khắc phục. Dĩ nhiên để một triệt để một ngày một, ngày hai thì chưa được, nhưng mà sẽ dần dần sẽ khắc phục. Và từ đó giúp cho cái gì ạ? Giúp cho cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước là ngày càng ổn định, bền vững, thu hút đầu tư nước ngoài, đúng không ạ? Rồi giúp cho người dân có cuộc sống ổn định, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế. Cái đó là cái mà Đảng và Nhà nước đang ngày càng nỗ lực làm, mà chúng ta phải hết sức là gì ạ? Hết sức hoan nghênh, hết sức mà cổ vũ, hết sức ghi nhận. Còn dĩ nhiên những trường hợp nào vi phạm thì chúng ta cũng lên án, phê phán. Và nó lấy đó là bài học cho chính bản thân mình. Đó là sống trong một xã hội thì chúng ta phải tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Chúng ta không phải là một cá nhân nào ngoại lệ đứng trên pháp luật, mà chúng ta muốn giải quyết mọi vấn đề theo kiểu hướng tiêu cực. Và từ đó cũng giúp cho gì ạ? Giúp cho bản thân mình rồi, còn giúp cho gia đình mình nữa. Cái việc chấp hành tốt cái pháp luật của nhà nước thì nhà nước nào cũng vậy thôi. Đấy, từ đó là xây dựng được một cái xã hội với văn minh, với phát triển. Chứ chính những thành phần như các anh luôn kêu gọi, đúng không ạ? Gây chia rẽ đoàn kết nội bộ. Mục đích của các anh là gì? Mục đích của các anh là gây cho cái gây ra sự chia rẽ rồi. Sau đó là gây gì ạ? Gây bất ổn về chính trị, gây cho xã hội xảy ra những cái cuộc bạo loạn, những cái cuộc mà mâu thuẫn. Đấy. Thì cái kết cục cuối cùng thì như các cái nước hiện nay bây giờ các anh đang nhìn thấy, đó là Syria, đó là Afghanistan, đúng không ạ? Đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được thôi. Thế thì mục đích các anh chỉ muốn là Việt Nam xảy ra những cái bất ổn, rồi là muốn gây chiến, Việt Nam gây chiến với các nước, đặc biệt là Trung Quốc. Để các anh thì, ngồi các anh xem, đúng không ạ? Ngư ông đắc lợi, rồi cuối cùng các anh là người hưởng lợi. Và cái đó là cái mục đích cuối cùng các anh, đó là cái mục đích đê hèn, nói thẳng thế. Chứ các anh không tốt đẹp với người dân Việt Nam mà các anh suốt ngày lên các anh bảo là các anh đấu tranh với người dân Việt Nam. Các anh đấu tranh cho người dân Việt Nam mà ngay cả cái cộng đồng các anh nó còn trả ra cái thể thống gì, người này trà đạp người kia, đúng không ạ? Các anh còn chưa bảo vệ được cái cộng đồng của các anh trốn đi 47 năm nay thì các anh bảo vệ được cho ai? Đấy, rồi các anh cứ lên án phê phán. Thế khi những ngày Việt Nam xảy ra những cái cuộc chiến ấy, thì các anh ở đâu? Các anh đang hưởng lợi ở chỗ nào? Các anh đang hưởng hạnh phúc ở tự do ở đâu? Tại sao các anh không về các anh cùng chung tay đấu cật với những người dân trong nước, đúng không ạ? Các anh chỉ nói thôi, nhưng các anh không làm được những cái việc mà nó thực tế để nó chứng minh. Mà các anh càng lên nói bao nhiêu á, thì người dân người ta nghe, người ta càng
càng có những cái nhận xét nó tiêu cực đối với anh bấy nhiêu. Một là trình độ nhận thức còn hạn chế, thứ hai nữa là cái mục đích đê hèn bẩn thỉu các anh đấy. Thì em lên em chỉ chia sẻ một số nội dung như vậy, thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả các anh chị em trên diễn đàn đã lắng nghe. Em cũng thấy có tiếng có bảo chị Hoàng Nguyễn có nói hơi nhỏ thì cũng thông cảm một chút, tại em cũng đang ở nhà. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Thì hình như là có vẻ bà Phương Hằng bà đăng like á, thì chắc có thể mình sẽ xuống cái like để cho mọi người có ai có thích đi chơi ở đâu chơi tiếp. Thì có trước khi xuống thì có cái vấn đề thế này, thì anh nghĩ đây là một cái chủ đề cũng hay. Cũng hay để chúng ta có thể một bữa ngày nào đó chúng ta làm cái chủ đề này. Thì trước tiên thì tôi quan xin đọc sơ qua cho mọi người cùng nghe, tức là liên quan tới những tờ báo nha, tới những tờ báo, tức là đến giờ phút này thì cá nhân mình, cá nhân Thơ Quang thì có thể xem là có vấn đề. Em nó sóng nó có vấn đề, nó hơi rè anh ạ, chắc em xuống trước. Ừ, ok chưa?